chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về cái chủ đề đấy chính là nghệ thuật nói chuyện khiến cho đối phương của các bạn sung sướng, hạnh phúc. Các bạn thân mến, câu nói là một trong những vũ khí rất quan trọng cho chúng ta để có thể kích hoạt cảm xúc của đối phương. Và nếu như các bạn nói rằng các bạn không quan tâm đến việc nói gì chân thành là được, hay là mình thô lỗ cục cằn, nhưng mà mình chân thành thì mình sẽ có hạnh phúc. Đương nhiên, điều bạn nói thì nó cũng không phải là sai, thế nhưng nếu chúng ta biết cách nói chuyện hơn, chúng ta biết cách làm cho đối phương sung sướng với những câu nói của chúng ta, câu nói của chúng ta nói ra làm cho người ta lâng lâng với cảm giác hạnh phúc thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không làm cho đối phương những cái điều tốt đẹp đó và làm cho tình yêu thăng hoa hơn, đúng không các bạn? Hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái cách mà các bạn có thể ứng dụng ngay và luôn để cho tình yêu của các bạn nó sẽ được bền vững, nó sẽ được thăng hoa, và trong tình yêu này các bạn sẽ thực sự cảm nhận rằng đây là những điều tốt đẹp mà mình muốn có trong cuộc sống này. Cái nguyên tắc đầu tiên của chúng ta ấy, khi mà chúng ta nói chuyện với đối phương là chúng ta phải lịch sự. Chúng ta không được khống hách, không được khách dịch, và chúng ta phải tôn trọng đối phương. Và một câu nói rất hay đấy là hãy coi đối phương như là khách quý ấy. Các bạn ạ, có thể khi mình nói điều này thì các bạn cảm thấy rằng nó thừa thãi, và các bạn thấy rằng đương nhiên rồi, người yêu của mình phải tôn trọng, mình phải trân trọng chứ, đúng không? Nhưng mà thực tế thì đặc biệt là với những bạn mà đã yêu một thời gian rồi, hoặc những bạn đã là vợ chồng rồi ấy, thì mình thấy một cái điểm phổ biến ấy, cái sai lầm phổ biến đấy là các bạn cứ hách dịch với đối phương, các bạn nói trống không, rồi các bạn thiếu đi cái sự tôn trọng, không chủ ngữ vị ngữ, nó làm cho đối phương rất là tổn thương. Và rồi các bạn không hiểu tại sao là mình không có hạnh phúc, tại sao là người ta không yêu mình, tại sao người ta không thắm thiết với mình, tại sao tình yêu càng ngày càng nhạt đi, mà không biết rằng chính cái cách nói chuyện hàng ngày của mình nó thiếu đi sự tôn trọng đối với người ta, mà khiến cho người ta tắt ngấm mong muốn yêu thương mình, cũng như là nghiêm trọng hơn, nó sẽ khiến cho người ta muốn chia tay với các bạn. Ví dụ trong thời gian qua mình có tư vấn cho các bạn ấy, khi các bạn có gửi cho mình những cái cuộc trò chuyện của các bạn ấy, thì cô gái có nói là anh ơi mình chia tay đi, thì chàng trai rất là vô tư và nói một câu lý do, xong rồi hỏi chấm thôi. Thì thực sự là cái câu mà khi các bạn chỉ nói là lý do như thế thôi, nó khiến cho các cô gái rất là tổn thương, bởi vì cô ấy đang giận mình này, cô ấy đang có cái vấn đề không vui vẻ trong lòng, với cô ấy nghiêm túc với cái việc thôi mình chia tay đi. Thì chàng trai thể hiện rằng mình thiếu tôn trọng cô gái ở cái chỗ là cứ thế ghi một cái chữ lý do xong hỏi chấm thôi. Thì cái câu đấy ấy, nó khiến cho một cô gái cảm thấy rằng cô không được tôn trọng. Đáng nhẽ rằng chàng trai sẽ phải tôn trọng cô gái ấy để nói ra một câu lịch sự. Ví dụ như là em có chuyện gì vậy em? Hay là có phải anh đã làm điều gì sai không em? Em đang giận anh điều gì Có vấn đề gì thì nói cho anh nhá. Ví dụ như thế. Thì những cái câu nói như vậy nó thể hiện rằng mình cũng tôn trọng người ta, mình cũng trân trọng người ta, mình nghiêm túc nhìn nhận cái vấn đề người ta đang nói. Thì ít nhất là người ta có cái sự xoa dịu, người ta có sự an ủi ở đấy. Người ta sẽ không thể nào mà quá tàn nhẫn với các bạn được. Thế nhưng mà ví dụ những cái câu nói như là người ta đòi chia tay, các bạn nói lý do, hoặc là nói những câu trống không như vậy. Mà cái điều này xảy ra với cả nam và nữ nhé, chứ không phải chỉ có con trai nói như thế đâu. Con gái cũng rất hay hách dịch vì nghĩ rằng mình là con gái, vì là anh ấy yêu mình, vì là đấy là người yêu của mình, nên mình sẵn sàng là mình muốn nói thế nào thì nói. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn trong tình yêu hãy duy trì cái sự lịch sự dành cho nhau. Ngay cả khi các bạn đã yêu nhau lâu rồi, hay là các bạn đã lấy nhau rồi, thì nguyên tắc của chúng ta phải lịch sự, phải tôn trọng đối phương, nói chuyện thì phải có chủ ngữ vị ngữ, chứ không phải là nói một cách cộc lốc. Các bạn nói cộc lốc chứng tỏ các bạn không tôn trọng đối phương, và không ai thích điều đó cả. Điều đầu tiên rất quan trọng nhá. Cái điều số 2 đấy chính là hãy thẳng thắn chia sẻ mong muốn của mình với đối phương. Mình thích cái gì thì mình nói, đừng hậm hực. Ví dụ, anh ơi em thích anh xỏ giày cho em, mỗi khi đi ra ngoài em thích cái cảm giác đấy, em cảm giác được chăm sóc, em được yêu thương bởi một người đàn ông, em thật thích cảm giác đấy lắm. Ví dụ thích anh ấy xỏ giày thì hãy nói với anh ấy như thế, chứ đừng hậm hực. Đi ra ngoài thấy người đàn ông khác xỏ giày cho cô gái khác thì bắt đầu là mình cảm thấy ghen tị, nhưng cuối cùng mình cũng không nói với người đàn ông của mình, xong mình hậm hực với anh ấy. Cuối cùng anh ấy không biết là anh ấy làm sai ở đâu, và cuối cùng là hủy hoại cái mối quan hệ đấy với những cảm xúc tiêu cực. Thế cho nên hãy nhớ nhá, cả nam và nữ trong tình yêu, nếu các bạn muốn có cái mong muốn gì thì hãy chia sẻ thẳng thắn với người yêu, bởi vì người ta không phải là thần thánh, người ta không biết sở thích của các bạn như thế nào nếu như các bạn không nói cụ thể cho họ biết, đúng không? Ví dụ có những cô gái mà thích đàn ông xỏ giày cho mình này, thắt dây giày cho mình, có những cô gái thì không thích như thế và thấy như thế là không cần thiết, thì các bạn không chia sẻ thì đối phương không biết, và các bạn không, và người ta không biết làm như thế nào để cho các bạn hạnh phúc hết. Vì thế hãy chia sẻ thẳng thắn mong muốn của mình, chứ đừng hậm hực và khó chịu với họ nhé. Cái điều số 3, cái nguyên tắc trong việc nói chuyện của chúng ta đấy là nghĩ đến những mong muốn của đối phương, chứ đừng chỉ nghĩ đến cái mong muốn của bản thân mình. Ví dụ, khi các bạn bị người ta chia tay chẳng hạn, hoặc khi bị người ta lạnh nhạt chẳng hạn, các bạn nói chuyện với người ta, mục đích duy nhất của các bạn là gì? Muốn người ta nhiệt tình với mình, muốn người ta quan tâm mình, muốn người ta đừng lạnh nhạt với mình như thế nữa, đúng không?
cái mong muốn của các bạn không sai, nhưng cái cách thể hiện thì lại chưa đúng. Thể hiện cái chỗ là mình chỉ muốn cái thứ mình mong có được thôi, chứ còn mình không quan tâm người ta muốn cái gì. Ví dụ người ta đang áp lực với công việc, người ta đang khó chịu này, ví dụ người ta đang bị tổn thương này, ví dụ người ta xa gia đình, người ta cảm thấy tủi thân ở nơi đất khách quê người này chẳng hạn. Ví dụ với những cái cảm xúc như thế, mình không hiểu cho người ta mà mình chỉ có nghĩ là à mình muốn thôi, mình không cần biết là họ đang nghĩ gì, họ bị tổn thương ra sao, cảm xúc của họ thế nào. Mình chỉ cần biết là à bây giờ mình đang bị lạnh nhạt, mình khó chịu, mình phải có được thứ mình muốn, và mình nói những câu trách móc, nói những lời làm họ tổn thương, mình đòi chia tay hay là mình đe dọa họ với những lời lẽ nó tổn thương nhau. Vậy thì đừng làm như thế các bạn nhá. Đôi khi chúng ta phải gạt đi cái mong muốn của bản thân mình để nghĩ xem có phải họ đang tổn thương không, có phải họ đang tủi thân không, có phải họ đang có những cảm xúc mà họ không dễ dàng để chia sẻ với ai hay không. Thì chúng ta phải nghĩ đến họ muốn cái gì nữa. Và khi các bạn muốn quay lại khi mà người ta chia tay ấy, thì các bạn phải biết là họ muốn cái gì. Ví dụ trong tình yêu họ muốn có những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, mà khi mỗi lần đến với mình toàn đòi người ta phải làm cái này cái kia cho mình thôi, người ta cảm thấy ngột ngạt. Thì mình hãy nghĩ xem người ta muốn gì, thì mình phải gạt đi cái mong muốn của bản thân sang một bên để mình phục vụ cho cái mong muốn của họ. Thì tình yêu mà chúng ta nếu không biết nghĩ cho đối phương thì sẽ không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên đây là điều rất quan trọng nhá. Trước khi các bạn muốn bất kỳ điều gì cho mình, hãy nghĩ xem thứ họ muốn là cái gì đã. Khi bạn hiểu họ rồi ấy, thì rồi họ sẽ phục tùng cho những mong muốn của các bạn. Còn khi các bạn không hiểu cho họ mà chỉ đòi cho mình thôi, mưu cầu cho mình thôi, thì sẽ thất bại đấy. Cái điều số 4 rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái cách nói chuyện đấy là phải biết cách làm lành. Bởi vì trong tình yêu sẽ có lúc người ta giận các bạn, sẽ có lúc bạn giận người ta, sẽ có lúc bạn làm sai mà sẽ có lúc người ta làm sai. Tình yêu không thể thiếu những điều đấy, bởi vì chúng ta không phải là những người hoàn hảo. Nên bạn phải biết cách làm lành. Làm lành ở cái chỗ là khi làm lành ấy, chúng ta nhận sai về mình, chúng ta trách bản thân mình, chứ đừng chỉ ra lỗi của đối phương nhá. Khi muốn làm lành mà cứ chỉ chăm chăm chỉ ra lỗi của đối phương là sẽ thất bại đấy. Nhưng đấy là cái cách làm thường xuyên của các bạn. Để chi tiết hơn thì các bạn hãy xem cái video của mình có chủ đề là cách để đối phương tha thứ cho các bạn dù lỗi lầm có lớn đến đâu nhá. Hãy xem video đấy để biết kỹ hơn. Cái điều số 5 trong cái nghệ thuật nói chuyện mà nó khiến cho đối phương rất là sung sướng ấy, đấy là hãy khen họ thông minh như thế nào, hãy khen họ đáng yêu như thế nào, hãy cho họ biết rằng họ biết ứng xử, họ hiểu chuyện ra sao. Họ rất thích điều đó. Ví dụ đấy là người yêu của các bạn rồi nhá, hoặc là người vợ, người chồng của các bạn rồi nhá. Đôi khi hãy khen nhau một câu như thế này. Khi người yêu cô gái của các bạn mà cười mà các bạn thấy xinh, các bạn sẽ nói rằng ôi, người yêu của anh cười xinh thế nhở, hoặc là vợ của anh lúc cười xinh thế. Ví dụ như vậy. Hoặc khi người đàn ông của các bạn nói ra một câu nào đấy mà các bạn cảm thấy rất là thông minh, hãy nói rằng ôi, người yêu của em thông minh thế. Ồ, thông minh quá, sao anh có thể nghĩ ra được cách này nhở. Ví dụ như vậy. Khen người ta thông minh, khen người ta đáng yêu, khen người ta xinh xắn, dễ thương. Đấy là những cái điều mà nó cũng sẽ kích hoạt cảm xúc và khiến người ta lâng lâng với cảm giác đó. Đừng quên những cái câu nói này nhá. Và cái điều số 6 trong cái nghệ thuật nói chuyện đấy chính là hãy biết cách làm cho đối phương của các bạn thấy rằng họ là nhất trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ khi các bạn có con rồi, người ta hỏi các bạn là em yêu anh hơn hay yêu con hơn, hoặc là anh yêu em hơn hay yêu con hơn. Đừng nói là yêu con hơn, hãy nói họ là nhất. Bởi vì thực tế trong cuộc sống này các bạn không cần phải phân biệt quá rạch ròi ai là thứ nhất, thứ nhì để làm gì, đúng không? Cái cách mà bạn yêu chồng mình, yêu vợ mình với cái cách mà các bạn yêu con nó khác nhau. Đấy là hai tình yêu. Chẳng việc gì mà phải phân định xem ai là số 1, ai là số 2 cả. Ai cũng là nhất hết. Cho nên khi người ta hỏi rằng yêu ai hơn, hãy nói rằng yêu người ta hơn, yêu người ta nhất. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm cho nhau hạnh phúc. Chứ đừng đứng đấy và so đo tính toán là à người này số 1, người này số 2, người này số 3. Đừng như thế. Chẳng ai thích đứng ở vị trí số 2 và số 3, số 4, số 5 cả. Hãy luôn cho họ biết rằng họ luôn đứng vị trí số nhất trong trái tim của các bạn. Và đừng phân định rạch ròi xem số 1, 2, 3 để làm gì nhá. Và đấy là những cái cách mà chúng ta nói chuyện khiến cho đối phương cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi ở cạnh bạn. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề, đó chính là nếu bạn làm được điều này thì người ấy sẽ sợ mất các bạn vô cùng. Đây là một video dành cho tất cả những cô gái và những chàng trai đang trong tình yêu và kể cả là đang trong hôn nhân. Nếu các bạn muốn người kia sợ mất các bạn thì các bạn sẽ phải có những cái điểm này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Điểm đầu tiên để người ta sợ mất các bạn đó chính là
các bạn có thể sống hạnh phúc và sống thật tốt ngay cả khi không có bất kỳ một người đàn ông hay một người phụ nữ nào. Người ta sợ mất bạn vì sao? Người ta sợ mất bạn vì người ta muốn được ở trong cuộc sống của các bạn. Và đó là một cuộc sống tốt, một cuộc sống hạnh phúc. Chứ không phải là một cuộc sống mà không có người ta thì mình sống dở chết dở. Mình thảm hại, mình sống khổ, sống sở. Đúng không các bạn? Lý do để họ muốn gắn bó với các bạn đó là vì bạn có một cuộc sống rất tuyệt vời, hạnh phúc, vui vẻ, hướng tới những mục đích cao đẹp. Ngay cả khi các bạn chỉ có một mình đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ mất đi niềm tin vào cuộc sống này, mất đi niềm tin vào những tình yêu tuyệt vời. Và mình sẽ hướng tới cái con đường hạnh phúc tình yêu của mình để mình đi tiếp, đi tiếp trên cái con đường của mình đấy. Chứ mình không để cho bất kỳ một người đàn ông hay người phụ nữ nào ngăn cản mình đến với con đường hạnh phúc của mình. Điều đó nó khiến cho người đàn ông hoặc người phụ nữ mà các bạn yêu, họ nhìn thấy bạn đang đi trên con đường hạnh phúc đấy, họ muốn gia nhập cùng bạn trên cái hành trình đấy. Và họ sẽ phải biết rằng nếu mình bước vào cuộc sống của họ, mình cũng phải phấn đấu để phù hợp cùng cái hướng đi với cô ấy hoặc với anh ấy. Nếu không thì mình sẽ bị ra khỏi cuộc đời của cô ấy, anh ấy, và mình sẽ bị ra khỏi cái con đường hạnh phúc của người đó. Thì người ta sẽ sợ. Thực ra nhiều bạn sẽ nói rằng nói thì dễ mà làm thì khó. Thực sự ra thì mà nói ấy, thì một khi mà các bạn đã sống mà có đầy đủ những cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi thì các bạn sẽ thực sự thấm thía cái việc là ngay cả khi mình có một mình vẫn phải sống tốt và sống có ý nghĩa, nó quan trọng như thế nào. Và khi các bạn làm được như thế, các bạn có sức hấp dẫn như thế nào đối với những người xung quanh và những người mà các bạn yêu nữa. Chính cái sự mà hướng tới cái cuộc sống và đi trên con đường hạnh phúc theo đúng hướng của các bạn, nó sẽ khiến cho người kia, người ta có khao khát, người ta lo sợ là ôi nếu mà mình không làm tốt, nếu như mà mình phản bội cô ấy hoặc anh ấy, nếu như mình có ứng xử không đúng đắn, không phù hợp với những tiêu chuẩn của cô ấy hoặc anh ấy, người ta sẽ cho mình ra khỏi cuộc đời. Thì người ta mới sợ, người ta mới muốn các bạn, người ta mới muốn là khao khát là được cùng bạn đi trên cái con đường hạnh phúc theo hướng của bạn đấy. Đương nhiên chúng ta phải luôn luôn có cái tinh thần là sống một mình vẫn sống tốt, không có ai, mình vẫn sống tốt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ nói thẳng với người yêu của chúng ta là không có anh em vẫn sống tốt, không có anh em vẫn sống tốt. Đừng nói thẳng ra với họ như thế. Đương nhiên mình luôn luôn phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần là mình sống ở trên đời này, mình có một cái sứ mệnh là phải sống thật hạnh phúc dù bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta đừng có nói thẳng hoặc là vỗ vào mặt luôn người yêu của chúng ta là không có anh em vẫn sống tốt đấy, thì người kia người ta sẽ rất là bị tổn thương, đúng không các bạn? Ngay trong khi mà tình cảm của các bạn vẫn còn tốt đẹp mà các bạn nói như thế thì người ta sẽ không có thích như vậy. Người ta sẽ cảm thấy rằng ôi mình chả có vị trí gì trong mắt người đấy cả, người đấy coi thường mình đấy, thì người ta sẽ không thích như vậy. Nhưng mà mình phải luôn luôn có cái tinh thần đấy ở trong người các bạn nhé. Cái điều số 2 mà các bạn cần làm ấy, mà sẽ khiến người ấy sợ mất các bạn vô cùng ấy, đấy là hãy biết chiều chuộng người đó. Nam hay nữ thì đều cần học cách để chiều chuộng đối phương hết các bạn. Đây là cách duy nhất khiến bạn là một người đặc biệt vô cùng trong mắt của họ. Chiều chuộng được thể hiện ở đâu? Thể hiện ở những cái thói quen, những cái sở thích và những món quà. Sự chiều chuộng của bạn được thể hiện ở những điểm đó. Mình lấy ví dụ nhá. Ví dụ người yêu của bạn hoặc là chồng của các bạn thích, có sở thích thể thao đó là đi bơi. Mình tùy theo khả năng của mình. À, mình biết là anh ấy cần một cái kính bơi thật là đẹp, mình mua cho anh ấy kính bơi. Thậm chí là mình đi bơi cùng với anh ấy. Hoặc là người chồng hoặc người yêu của các bạn thích một bộ môn thể thao nào đấy mà các bạn thấy rằng, mà các bạn hỗ trợ, các bạn ủng hộ cái sở thích đấy của anh ấy, bạn nói về nó với những cái điều tốt đẹp, thì người ta sẽ rất thích các bạn, đúng không? Đấy là cái cách mà các bạn chiều chuộng với những cái sở thích của họ. Các bạn ủng hộ những sở thích của họ, họ yêu các bạn vô cùng. Hoặc cô gái của các bạn là một người thích làm đẹp, mình tiết kiệm tiền, mình dành một khoản riêng cho cô ấy mỗi tháng, là từng này tiền cho cô ấy đi làm đẹp. Thích không? Chiều không? Bạn chỉ cần có cái lòng đấy thôi, có cái tấm lòng đấy thôi, cô ấy đã yêu các bạn vô cùng. Chưa cần biết là năng lực kinh tế của bạn như thế nào, các bạn có lòng như vậy thôi là người ta đã thích các bạn lắm, yêu các bạn lắm. Cô ấy là một người thích đi du lịch, thích đi chơi. Các bạn biết cô ấy có cái mong muốn đấy. Mình tùy vào khả năng của mình tích cóp, mình để dành để mình có thể đưa cô ấy đi chơi. Thích không? Thích. Bạn có cái tấm lòng đấy nó khiến cho cô ấy thích. Chứ không hẳn là các bạn phải đưa cô ấy đi những cái nơi thật là sang trọng. Đương nhiên là càng sang trọng càng tốt, con gái càng thích. Thế nhưng mà nếu mà trong khả năng của bạn, bạn có cái tấm lòng đấy, chiều chuộng cái sở thích của cô ấy đấy, cô ấy thích các bạn vô cùng các bạn ạ. Cái sự chiều chuộng thứ hai nó được thể hiện trong những cái thói quen. Ví dụ nhá, ăn uống sinh hoạt, các bạn hiểu người ta thích ăn cái món gì, người ta có thói quen làm gì,
mỗi ngày. Các bạn chiều chuộng họ, đấy là khi người ta sẽ thích vô cùng. Ví dụ chồng của các bạn mỗi ngày đi làm về mệt, có cái thói quen là thích được vợ massage cái phần vai cho, thì cảm thấy thích như thế. Bạn biết chồng mình có cái sở thích như thế, mình chiều, đấy là cái thói quen mỗi ngày trong sự chiều chuộng đấy, người ta thích vô cùng. Hoặc là cái thói quen của chồng bạn là thích về nhà là có vợ cầm túi sách cho, cất đi, các bạn chiều họ, họ thích vô cùng, đúng không? Đấy là chiều trong thói quen. Hoặc là có cô gái khi đi ra ngoài thích người yêu của mình quàng khăn cho mình. Không phải vì cô ấy không làm được, bạn làm cho cô ấy. Cô ấy thích cái cảm giác mình được chăm sóc như thế, trong cái thói quen hàng ngày như vậy. Hoặc là mỗi lần đi ra ngoài, cô ấy dây giày của cô ấy tụt, cô ấy chỉ cần đưa chân lên phía trước một cái, bạn biết tự động là mình cúi xuống, mình thắt dây giày cho cô ấy. Thích không? Thích quá đi chứ. Đấy là cái sự chiều chuộng trong thói quen. Mình nói là sự chiều chuộng thì các bạn cũng biết rằng đấy không phải là cái vấn đề mà người kia không làm được, mà là chúng ta chiều chuộng, chúng ta thể hiện cái sự chăm sóc và sự yêu thương đối với họ. Họ thích vô cùng. Mà với cái sự chăm sóc đặc biệt của các bạn, người ta sẽ sợ mất các bạn. Không, người ta những cái lúc mà hoang mang hoặc các bạn lạnh nhạt với họ, họ sẽ nghĩ là nếu mình không còn có cái sự chăm sóc được chiều chuộng như vậy thì mình sẽ thiếu thốn như thế nào, mình sẽ nhớ những cái sự chăm sóc đó như thế nào, người ta sẽ không rời xa các bạn được. Và chính cái sự chăm sóc của các bạn nó khiến các bạn đặc biệt vô cùng. Người ta thấy ở đây chính là định mệnh của đời mình, sẽ chẳng ai đối xử tốt với mình như thế đâu, chỉ có người này mới thực sự hiểu được kể cả sự vô lý của mình, kể cả sự trẻ con của mình vẫn dỗ dành yêu thương mình. Đó là khi người ta không rời xa các bạn được, và người ta sẽ thấy đây chính là định mệnh của đời mình. Đó. Và cái điều thứ ba thể hiện trong sự chiều chuộng đó là những món quà. Các bạn đừng coi thường cái việc là chiều chuộng nhau bằng những món quà nhá. Con gái cũng cần mà đàn ông cũng cần. Các bạn đừng nghĩ là chỉ có con gái mà ở đó nhận quà thôi. Con gái cũng cần chuẩn bị những món quà, mà các chàng trai cũng nên chuẩn bị những món quà dành cho người yêu của mình. Nó thể hiện cái sự quan tâm của các bạn, chiều chuộng của các bạn. Nhiều bạn trai thì sẽ nói là anh không có cái thói quen mà lãng mạn với tặng quà đâu. Đấy là cái cá tính của anh rồi, con người anh tính thật, thành thật. Đương nhiên là nếu mà tính anh như vậy thì cũng không có sao, miễn là anh có một cái tấm lòng tốt. Nhưng mà ý mình ở đây tức là nếu mà mình có thể chiều chuộng nhau hơn như vậy, lãng mạn hơn như vậy một chút, thì tình cảm của mình sẽ ngày càng thăng hoa hơn. Đấy, đôi khi bạn lắng nghe mong muốn của đối phương. Ví dụ là vợ mình có nói là hôm nay vợ mình vô tình nói ra là thích một cái món đồ nào đấy, cô ấy chưa có mua, cô ấy thích mà cô ấy chưa mua được, hoặc cô ấy chưa mua, mình ghi nhớ ở trong lòng. Lúc nào mình có khả năng mình mua cho cô ấy, cô ấy rất thích. Bởi vì mình lắng nghe suy nghĩ của người mình yêu. Người ta sẽ thấy rằng ồ, ngoài kia sẽ chẳng có ai mà chu đáo đến như thế, mình chỉ vô tình nói ra thôi mà người ta nghĩ rằng, mà người ta lại quan tâm đến mình như vậy. Bạn đặc biệt vô cùng mà. Nó sẽ khiến người ta cảm động, nó sẽ khiến người ta mà xúc động từ trong trái tim. Và mỗi khi người ta nói chuyện với người khác, người ta sẽ kể về cái sự tốt bụng của các bạn, kể về cái sự chăm sóc và sự đặc biệt của các bạn đó. Người ta khi nhận được cái món quà của các bạn nhưng mà người ta mong muốn mà người ta chưa có được, đôi khi người ta vui như một con chim non ấy, tung tăng. Và từ đó có những cảm xúc rất tuyệt vời cho các bạn. Tại sao chúng ta không làm cho người chúng ta yêu hạnh phúc, đúng không? Đó là chính là cái cách mà chúng ta giải trí đó. Chúng ta giải trí, chúng ta làm chúng ta vui, làm người khác vui. Tuyệt vời quá, lợi cả đôi đường, đúng không? Và cái điều thứ ba mà khiến người ấy sợ mất các bạn ấy, đó là các bạn biết đối nhân xử thế, biết ứng xử và biết điều. Ví dụ là các bạn luôn luôn là một người có chính kiến. Nhiều bạn có hỏi mình là đàn ông thích những cô gái mèo ngoan nghe lời hay là những cô gái có chính kiến. Mình nói thẳng với các bạn là chẳng có một người đàn ông tuyệt vời nào mà thích một cô mèo ngoan nghe lời, cái gì nghe. Đương nhiên là đôi khi các bạn nghe lời cho anh ấy vui, nhưng các bạn có chủ đích là mình nghe lời để anh ấy vui. Nhưng mà mình cũng phải có chính kiến của mình, chứ không bao giờ là cái gì nghe sắp xếp thì các bạn cứ như là robot ấy. Bạn chẳng có ý chính kiến gì, bạn sẽ không có sức hấp dẫn, đúng không? Mình phải là một người biết cư xử, mình biết đâu là đúng, đâu là sai, phân biệt rõ ràng. Chứ không phải là người ta nói như thế là như thế nào thì mình nghe thế. Thế thì người ta sẽ coi thường mình, người ta sẽ thấy mình không hấp dẫn. Cho nên là mình phải có chính kiến của mình biết đâu là đúng, đâu là sai. Mình ứng xử theo đúng cái quy chuẩn mà mình thấy rằng nó đúng. Ví dụ khi các bạn kết hôn, đừng có nghĩ là chỉ chăm là mình kiếm được tiền thì mình sẽ dành phần tiền của mình xong rồi chỉ gửi về cho bố mẹ của ruột của mình thôi, còn bố mẹ của đối phương thì mình không cần chăm sóc. Đừng như thế. Hay là một người biết cách ứng xử trong cái việc là bố mẹ của hai chúng ta bình đẳng như nhau. Mình chăm sóc bố mẹ của mình thì mình cũng sẽ chăm sóc bố mẹ của họ, để họ cũng vui, để họ cũng cảm thấy rằng có sự bình đẳng ở đó. Chứ không phải là chồng thì đi làm tiền thì nộp hết cho vợ, xong rồi vợ chỉ có chăm là đưa tiền cho bố mẹ ruột của mình để bố mẹ ruột mình tiêu, còn đâu bố mẹ chồng thì chẳng quan tâm gì cả. Chúng ta phải là một người biết cách ứng xử,
đúng không? Dù sao thì đó cũng là bố mẹ chồng của mình. Biết cách ứng xử, biết sự thẳng thắn, biết sự đúng đắn là à. Ví dụ là trong việc tiền nong chẳng hạn, các bạn là một người rất sòng phẳng. Bạn mình đúng là thích tiền thật đấy, nhưng mình không phải yêu tiền bất chấp, mà mình không biết đúng sai đạo lý, đúng không? Chính cái sự biết cư xử của các bạn trong cái lối sống hàng ngày, về cả tình cảm và cả về tài chính, nó khiến cho người kia cảm thấy các bạn hấp dẫn. Và người ta thấy rằng ôi, mình cần một cái cô gái biết ứng xử như thế trong cuộc đời của mình, hoặc là một chàng trai như vậy trong cuộc đời của mình. Người ta biết cách ứng xử, người mình sẽ rất thích. Đó. Cái điều số 4 mà các bạn cần làm để người ấy lo sợ mất các bạn, đó là một người phải biết kiếm ra tiền. Phụ nữ cũng vậy, đàn ông cũng thế, mà đặc biệt là đàn ông phải là một người kiếm được tiền và kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn. Bởi vì nhiều khi các bạn cứ nói là con gái là ham tiền. Thực sự ai mà không ham tiền, đúng không? Chỉ là mỗi người có cách thể hiện khác nhau đối với tiền thôi. Chứ còn phụ nữ, và đặc biệt là những người phụ nữ mà làm vợ ấy, thích tiền lắm. Ai cũng thích tiền hết cả. Tại sao các bạn cô ấy lại thích tiền? Các bạn biết tại sao không? Đừng có vội trách những cô gái hoặc các chàng trai cũng vậy. Tiền đối với phụ nữ đó là sự an toàn. Đặc biệt khi có gia đình rồi, họ cần cái sự an toàn đấy lắm. Họ cần cái sự an toàn để mình có thể chăm sóc được cho gia đình mình, cho con cái mình. Không phải là vì họ ích kỷ, không phải là chỉ là vì họ muốn cho chính mình đâu các bạn. Cho nên là dù là đàn ông hay phụ nữ thì trong cuộc sống chúng ta cũng phải kiếm được tiền. Kiếm được ít thì bây giờ mình phấn đấu để kiếm được nhiều hơn. Kiếm được nhiều rồi mình phấn đấu kiếm được nhiều nữa cho cuộc sống của mình nó ngày càng thăng hoa hơn, tốt đẹp hơn. Đấy, chính cái việc các bạn tự biết tự lo cho mình, các bạn lo được cho mình, lo được cho cuộc sống của mình bằng cái việc kiếm tiền đó, thì người kia người ta sẽ sợ mất các bạn, đúng không? Còn một người mà phụ thuộc đến tiền không kiếm được, phải dựa vào người kia thì mình mới có tiền để sống, thì người ta có sợ mất mình không? Không. Người ta biết thừa là mình không rời xa người ta được, thì người ta sợ gì, đúng không? Cho nên là đương nhiên là trong cái việc tiền nong thì nhiều bạn sẽ có những cái suy nghĩ trái chiều với nhau, nhưng mà mình nghĩ rằng đã sinh ra trên đời này rồi, mình là cứ phải biết kiếm tiền, kiếm ít kiếm nhiều nhất định phải kiếm các bạn ạ. Không có phụ thuộc vào người khác. Mình muốn có một cuộc sống tốt hơn, mình muốn có cái gì tự mình có thể cung cấp được cho mình những thứ đấy. Đương nhiên người yêu hoặc là người chồng, người vợ của mình có điều kiện tốt thì nó rất là tốt, nhưng mà mình cũng phải chủ động các bạn nhá. Cái điều số 5 mà khiến người ấy sợ mất các bạn ý, đó chính là một người có thể cùng họ vượt qua những cái khó khăn hoạn nạn, đặc biệt là những lúc ốm đau. Các bạn biết là khi mà khó khăn hoạn nạn hoặc những lúc ốm đau ấy, đó là những lúc mà người ta cảm thấy bị xa lánh nhất, bị tổn thương nhất, yếu đuối nhất. Mà khi đó có một vòng tay của người phụ nữ hoặc người đàn ông của mình yêu vẫn ở đó, giang ra cho mình, an ủi mình, động viên mình, dỗ dành mình ngay cái lúc mà mình yếu đuối nhất đó, thì đó là khi mà người ta sẽ không bao giờ quên được các bạn. Không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó. Nó là những cái khoảnh khắc mà nó chạm vào trái tim của họ sẽ không bao giờ quên trong đời. Một người đàn ông hoặc một người phụ nữ có thể cùng mình vượt qua những cái khó khăn. Ví dụ như là đàn ông gặp những cái thất bại trong cuộc sống hoặc là trong tài chính, đó là khi các bạn nếu thực sự có tình yêu và có niềm tin với người yêu của mình, hãy là người ở đó an ủi, chăm sóc. Còn nếu như là một người mà người ta hoạn nạn, người ta khó khăn, người ta ốm đau, mình từ bỏ người ta thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với người ta cả. Lúc người ta thoải mái, người ta có đầy đủ điều kiện này kia thì người ta cũng rời bỏ mình thôi. Mình muốn được đối xử như thế nào, mình hãy đối xử với họ như thế. Bởi vì trong cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì cả. Không ai nói trước được là tôi sẽ giàu mãi đến lúc cuối đời, hay tôi sẽ chẳng bao giờ bị bệnh tật cả. Ai trong đời này dù cũng có lúc lên lúc xuống, rồi lúc ốm đau, lúc bệnh tật, lúc khỏe mạnh. Mình mà không gắn bó với người ta lúc ốm đau, lúc hoạn nạn thì làm sao người ta gắn bó với mình được, đúng không? Thế cho nên là một người người ta sẽ trân trọng vô cùng và sợ mất một người mà và sẽ mất bạn vô cùng nếu bạn làm được điều đó. Các bạn thân mến, hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn những cái bí quyết để khiến người đấy lo sợ mất các bạn và sẽ không thể sống thiếu các bạn được. Hãy ứng dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống của bạn và cho mình biết kết quả nhé. Hãy để lại comment cho mình. Mình rất trông chờ những lời chia sẻ của các bạn đấy. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.